Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc thân mến. Hôm nay ngày 10 tháng 4 năm 2018, cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự lại được đón những đoàn khách đến từ các tỉnh thành khác nhau. Vâng, hiện diện bên cửa hàng thì có những đoàn khách đến từ các tỉnh khác nhau. Vâng. Có tôi là khách hàng chứng kiến. Có chú là khách hàng chứng kiến đúng không? Đây là anh Nghĩa nha. Anh Nghĩa, anh đến từ Lạc Thủy, Hòa Bình. Vâng, có về cửa hàng Âm thanh Đức Hạnh. Sắm cho mình một chiếc âm ly Acoplay E307. Và một cặp loa Bose 601 Serie 3. Hàng đã được anh Nghĩa thẩm âm và kiểm tra. Vâng, đây là một cặp Bose 601 Serie 3. Chiếc âm ly còn khá là mới. Thôi đóng gói anh ơi. Đã thông báo cho quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc biết những sản phẩm có mặt tại cửa hàng trong các ngày. Vâng, hiện diện tại cửa hàng đang có những đoàn khách đến ngắm những sản phẩm mà quý vị và các bạn yêu thích. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn thông báo với quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc chiếc âm ly Acoplay E303X và cặp loa 601 Serie 3 cũng đã có chủ ngày mùng 10 tháng 4 năm 2018. Đây là chiếc âm ly. Vang có nghe này nhiều người đi đã. Vang em có anh. Cặp loa Bose 601 Serie 3 còn khá là mới. Vâng, anh Nghĩa hôm nay đã là chủ nhân của cặp loa 601 Serie 3. Đẹp xuất sắc và một chiếc âm ly Acoplay E303X. Vâng, Âm thanh Đức Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.